Mình chữa đề số 06 trung học phổ thông quốc gia 2017 mã đề 201. Công thức nào sau đây có thể coi là công thức của chất béo? Chất béo là C17H35CO tất cả 3 lần C3H5 đúng không? Tri-steri. G. Tri-steri. Câu 2. Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Polyacrylon nitrin là trùng hợp. Đây, poly HCN nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành CH2CHCN đúng không? Tất cả N lần, thằng này trùng hợp. Màu hơi xấu. Ok. Tương tự mình có là polystyrene cũng là trùng hợp. Polymethylmesacrylate cũng là trùng hợp, đúng không? Vậy là trùng ngưng là polyethylene terephthalate. Cái này chúng ta mở trong quyển sách hữu cơ lớp 12 ra chúng ta có đây. Ở cuối quyển sách này chúng ta nhìn thấy luôn nhé. Cuối cuốn sách. Đây là mình nhìn thấy luôn này. Anh polyethylene terephthalate đây, trùng ngưng. Nhìn nó chưa? Được chưa? Câu số 3. Trộn bột kim loại X với bột oxit sắt được gọi là hỗn hợp termit. Termit là hỗn hợp của nhôm và oxit sắt F2O3. Vậy phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa kim loại X là nhôm. Dây. Câu số 4. Khử hoàn toàn 32 gam CuO, chúng ta tìm được số mol CuO. O bằng 32 chia cho 80. 0,4. Bằng khí CO dư khu được m gam kiên toàn loại kim loại là đồng, bảo toàn đồng. 0,4 nhân 64 25,6 gam. Vậy giá trị của m là a 25,6 gam. Câu số 5. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng pháp điện phân ống chạy? Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân ống chảy? Điện phân ống chảy thì chuyên để sử dụng điều chế các kim loại đứng đằng trước thằng nhôm, đúng không? Trước thằng nhôm nhé. Điện phân ống chảy là điều chế các kim loại đứng trước nhôm trong dãy điện hóa. Được chưa? Vậy những kim loại đứng trước nhôm trong dãy điện hóa là đây. Sắt đứng sau nhôm, đồng đứng sau nhôm, bạc đứng sau nhôm. Vậy đáp án đứng chúng ta là đáp án C. Mà D. Câu số 6. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch BaO2 lần tạo ra kết tủa? Yêu cầu đề bài là kết tủa. NaCl không tạo kết tủa. Đúng chưa? KCl không, KNO3 không. CaHCO3 2 lần có, bởi vì CaHCO3 2 lần cộng với BaO2 2 lần để tạo thành kết tủa. BaCO3 với lại CaCO3. Được chưa? Vậy đáp án đúng đáp án B. Câu số 7. Hợp chất H2NC2COH có tên là glycine. Câu số 8. Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai axit nào sau đây đều là nguyên nhân gây ra mưa axit? Thì oxy thì không thể là nguyên nhân gây mưa axit được, nitơ cũng thế. Đúng chưa? NH3 làm sao mà NH3 có tính axit được, NH3 tính bazơ. Vậy hai oxit tác nhân gây ra mưa axit là SO2 và NO2. C. Câu số 9. Cho sắt tác dụng với HNO3 đặc nóng. Cho sắt tác dụng với HNO3 đặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Nitơ không màu, N2O không màu. NO là không màu hóa nâu, còn NO2 mới là màu nâu đỏ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu số 10. Dung dịch nào sau đây phản ứng với HCl tạo ra chất khí? Chú ý, tạo ra chất khí. Được chưa? Vậy mình có BaH lần cộng HCl không sinh ra khí tạo thành BaCl2. K2H4 không phản ứng với HCl. CaNO3 2 lần cũng không phản ứng với HCl. Vậy phản ứng với HCl sinh ra khí là N2CO3 để tạo thành NaCl cộng H2O
cộng CO2 bay lên. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 11, công thức hóa học của natri dichromat. Chú ý nhé, natri dichromat. Natri dichromat là thằng nào? Đấy. Thế thì ở đây mình sẽ có là đây là anh này là anh là natri này là natri chromat đúng không? Vậy thì mình có cái anh natri dichromat là anh này gọi là Na2CR2O7. À. Câu 12. Dung dịch nào sau đây làm quỷ tím hóa xanh? Quỷ tím hóa xanh. Được chưa? Thì mình có cái thằng mà làm quỷ tím hóa xanh là glucose không làm quỷ hóa xanh. Anilin là C6H5NH2 cũng sẽ không làm quỷ hóa xanh, đúng không? Vậy glycine. Glycine là có đây, glycine bên trên đây. Glycine đây. Một nhóm NH2, một nhóm COH không làm quỷ hóa xanh. Vậy làm quỷ hóa xanh thì chỉ có metilamin. CH3NH2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Metilamin. Xong câu 12 nha. Câu 13. Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại. Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại thì cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl. Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại. Vậy chúng ta nhìn đáp án này. MgO này, COO này, F2O3 này, F3O4 chưa nói năng được gì. Bây giờ mình đặt nó là MxOy. Khối lượng của nó là 3,2. Cần vừa đủ HCl. Số HCl là 2 nhân với lại 0,04 bằng 0,08. Được chưa? Thế thì các em lưu ý ở đây, chúng ta có bản chất là oxy trong oxit ăn 2H cộng để tạo thành H2O. Vậy mình có số mol H cộng bằng 0,08. Vậy suy ra thằng này bằng 0,04. Ok. Oxy trong oxit bằng 0,04. Với oxy trong oxit bằng 0,04 thì mình tìm được khối lượng của kim loại. M trong oxit sẽ bằng khối lượng oxit 3,2 trừ khối lượng oxy trong oxit 0,04 nhân 16. 3,2 trừ 0,04 nhân 16 bằng 2,56. Đến đây sử dụng cái tuyệt kỹ của thầy là lấy khối lượng chia cho số mol trao đổi. Đúng không? Thế thì số mol trao đổi là bao nhiêu? Thì mình có là oxy trong oxit là nhận 2E đúng không? 0,04 nhân 2. Là ra đương lượng đấy. Chia cho 0,08 bằng 32. 32 nhân 1 bằng 32, 32 nhân 2 bằng 64. 64 thì chắc chắn nó là đồng. M là đồng thì nó là CuO. Đấy, xong câu 13. Câu 14. Đến những cái đề này mình phải làm nhanh lên rồi. Level phải cao lên. 1,5 gam hỗn hợp X gồm nhôm và magie. 1,5 gam hỗn hợp X gồm nhôm magie phản ứng hết với dung dịch HCl dư. Thu được hydro. Số mol hydro bằng 1,68 chia 2,4 bằng 0,075. Khối lượng của magie, đặt thằng này là A, đặt thằng này là B. Mình có hệ phương trình 27A cộng 24B bằng 1,5. Phương trình thứ hai sinh ra hydro. Nhôm này là từ nhôm, nhôm này cho ra 1,5 hydro, 1,5A. B này cho ra 1B bằng 0,075. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm ra AB. 27 bằng 24 bằng 1,5 bằng 1,5 bằng 1 bằng 0,075 bằng. Đây, A bằng 1/30. 1/30. B bằng 0,025. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của magie. 0,025 nhân 24. 0,6 gam. 0,6 gam, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 0,6 gam đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 15. Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam X vào nước. 1,15 gam X. 1,15 gam X vào nước. Thu được dung dịch Y. Vậy dung dịch Y chúng ta là X OH tất cả N lần.
Được chưa? Để trung hòa Y thì cần vừa đủ 50 g dung dịch HCl. HCl 50 g 3,65%, vậy mình tìm được M nguyên chất bằng 50 nhân với 0,0365. M nguyên chất được bằng 1,825. Vậy mình tìm được số mol chia 36,5, 0,05 mol. Được chưa? Thế thì 0,05 mol này thì ngay lập tức mình sẽ suy ra được số mol OH trừ bên trong là X cũng là 0,05 mol. Vậy mình lại sử dụng X tuyệt chiêu của thầy. Mình có khối lượng của X chia cho số mol E trao đổi sẽ bằng 1,15 chia cho số mol E trao đổi, nó chính là 0,05 đúng không? Bằng 1,15 chia N bằng 23. 23 thì mình biết ngay nó là thằng nào? C, natri. Ok. 16. Thủy phân hoàn toàn M gam chất béo bằng dung dịch NaOH. Thủy phân hoàn toàn M gam chất béo bằng dung dịch NaOH. Đun nóng chất béo, mình có cái phương trình tổng quát chất béo ăn 3NaOH tạo thành glycerol C3H8O3 cộng muối. Mình có số mol glycerol bằng 9,2 chia 92 bằng 0,1. Từ đó suy ngược lại được số mol NaOH bằng 0,1 nhân 3 bằng 0,3. Vậy tới đây mình bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng chất béo là M cộng khối lượng NaOH 0,3 nhân 40 bằng khối lượng glycerol 9,2 cộng khối lượng của muối 91,8. Rồi hoàn toàn tới đây bấm máy tính mình tìm được M. 91,8 cộng 9,2 trừ 0,3 nhân 40 bằng 89. 89, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok. Câu 17. Cho các chất sau. Số chất phản ứng với CO2 hai lần trong môi trường kiềm tạo ra dung dịch màu xanh lam. Thế thì để phản ứng với NaOH trong môi để phản ứng với CO2 hai lần trong môi trường kiềm mà tạo thành dung dịch màu xanh lam thì khi và chỉ khi nó có OH đa kẹt. Fructose được, glucose được, ethyl acetate không. Valine gliala thì chuyển thành màu tím, biore các bạn. Vậy mình có hai thằng. Về bỏ. Câu 18. Phát biểu nào sau đây là sai? Kim loại đồng khử được sắt 2 cộng trong dung dịch. Đồng có tác dụng với sắt 2 cộng không ạ? Không. Kim loại nhôm tác dụng với dung dịch NaOH. Đúng. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là liti. Đúng. Kim loại cứng nhất là chrome. Đúng. Vậy phát biểu sai là A. Câu 19. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptide mạch hở. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptide mạch hở thu được 3 mol gly. Vậy nó là gly 3. 1 mol ala. Vậy là ala. Mà mình hoàn toàn mình có thể viết được giả sử nó có thể là G G G A 1 2 3 3 liên kết peptide. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Cứ vẽ là cho ăn thôi. Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai? Ở điều kiện thường, chất béo ở trạng thái rắn. Chúng ta nhìn nhá. Anh này là triolein. Triolein thì tồn tại ở điều kiện thường thể gì ạ? Thể lỏng ạ, chứ không phải thể rắn ạ. Rắn là sai ạ. Vậy sai là A. Fructose có nhiều trong mật ong đúng. Metin acrylase, tripalmitin và tristerin đều là este đúng. Thủy phân hoàn toàn chất béo thì thu được glycerol chính xác. Vậy sai là A. Câu 21. Câu 21. Từ từ. Câu số 21. Cho 19,1 gam hỗn hợp gồm C3COH C2H5 H2N CH2 COO CH5 khối lượng là 19,1. Tác dụng vừa đủ với NaOH. 1 x 0,2 bằng 0,2. Thu được dung dịch chứa M gam muối CH3 CONa H2N CH2 CONa cộng với lại H2O. Đề bài nói M gam muối. Thế thì mình có này, đây là phản ứng vừa đủ nên số mol nước chính bằng số mol NaOH bằng 0,2. Vậy ở đây chúng ta nghĩ đến việc bảo toàn khối lượng. 19,1 cộng với 0,2 nhân 40 thì bằng M muối cộng với 0,2 nhân 18. Được chưa? Vậy đến đây mình tìm được M muối. 19,1 cộng 0,2 nhân 40 trừ 0,2
nhân 18 bằng 23,5. Thế thầy tính nhầm đâu? Tác dụng vừa đủ mà. Thu được 1 gam muối 19,1 cộng 0,2 nhân 40 trừ đi CH3COONa H2NCH2COONa. À sorry, không phải nước. Mắt lẽ. CH5 ạ. CH5 OH. Anh này là 46 ạ. Ok, phải mắt lẽ. Sorry cả nhà. Nhân 46 17,9 ạ. Đáp án đúng là đáp án B. Đi thi đừng như thầy nhá. Như thầy là toang rồi. Câu 22. Nhưng mà may chúng ta vẫn nhìn lại được, đúng không? Câu 22. Cho 19,4 gam hỗn hợp 2 amin no đơn chức. 2 amin no đơn chức mạch hở. No đơn hở. Vậy amin no đơn hở là CN H2N cộng 3N. Kế tiếp nhau trong danh đồng đẳng 19,4. Tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được muối. Và đây mình có này, khối lượng này 19,4 cộng với lại khối lượng của HCl thì bằng khối lượng của muối là 34. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng HCl. 34 trừ 19,4 bằng 14,6. Được bao nhiêu chia 36,5? 0,4. Vậy số mol HCl bằng 0,4. Thì suy được số mol amin bằng 0,4. Vậy hoàn toàn tới đây thì chúng ta mới tìm được phân tử khối, đúng không? 12N cộng 2N là 14N cộng 3 cộng 14 thì bằng 19,4 chia 0,4. Vậy đến đây mình tìm được N, đúng không ạ? 19,4 chia 0,4 bằng trừ 17 bằng chia 14 bằng N bằng 2,25. N bằng 2,25. Với N chúng ta bằng 2,25 thì một thằng là C2, một thằng là C3. Vậy C2H7N và C3H9N. Ta mà đúng đáp án D. Ok, ta mà đúng đáp án D. Câu 23. Câu 23. Trong phòng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo từ phản ứng hóa học nào sau đây? Chúng ta nhìn nhé. X thu vào bình bằng phương pháp là gì ạ? Úp ngược bình. Do úp ngược bình nên là thu chuyên thu những cái khí làm sao nhẹ hơn không khí ạ. Vậy mình có này, SO2 bằng 64, nặng hơn không khí, bỏ ạ. NH3 bằng 17, nhẹ hơn không khí được. CO2 bằng 44, nặng hơn không khí, bỏ ạ. NO bằng 30, nặng hơn không khí, bỏ ạ. Vậy nhẹ hơn không khí NH3. Đáp án đúng đáp án B. Câu 24. Kim loại sắt lần lượt phản ứng với các dung dịch sau, số trường hợp sẽ ra phản ứng hóa học là. Mình biết thừa sắt chắc chắn là FeCl3, một cháo. Sắt đẩy được đồng, hai cháo. Sắt đẩy được bạc, ba cháo. Sắt không đẩy được magie ạ. Sắt không đẩy được Mg, bỏ. 1, 2, 3 cháo. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 25. Câu 25. Điện phân 200ml dung dịch gồm CuSO4, số mol 1,25 nhân 0,2. 1,25 nhân 0,2. 0,25. 0,25. Và NaCl amon trên lít. Amon trên lít và mình tìm được số mol bằng 0,2A. Bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước, cường độ dòng điện không đổi 2A. Số mol trao đổi bằng IT trên F. I 2 T 19.300 chia F 96500 bằng 2 nhân 19.300. 2 nhân 19.300 chia 96500 bằng 0,4 mol. 0,4 mol. Được chưa? Dung dịch thu được có khối lượng giảm 24,25 kho so với dung dịch ban đầu. Thế đây chúng ta nhìn này, mình sẽ có cái trục xương cá. Cátốt, anốt. Cátốt là nơi K chia ông đến. Đồng 2 cộng và Na cộng. Vậy chỉ có đồng 2 cộng biến thành phân thôi. Đồng 2 cộng biến thành đồng. Được chưa? Giả sử biến hết thì là 0,2
25, mình nhân nhẩm ra thì mình có là số mẻ trao đổi. Nếu mà muốn xử hết bọn này là 0,25 nhân 2 bằng 0,5. Vậy điều này chứng tỏ đồng hay cộng còn dư. Vậy đồng bị đoạn phân nó có 0,4 chia cho 2 thì bằng có 0,2 thôi ạ. Được chưa? Đấy nhá. Bên anốt. Anốt là nơi anion đến. Anion đến là Cl trừ. Biến thành Cl2. Đúng chưa? Mình cứ giả sử như là Cl2 bị điện phân hết đi. Cl trừ điện phân hết đi. Vậy là đây là 0,2A. Thì thằng này chia cho 2 thì bằng 0,1A. Ok. Tiếp tục điện phân hết thằng này thì đến nước. Điện phân thì sinh ra oxy. Thế mình đặt số mol oxy của mình là B. Thế mình sẽ có hệ phương trình. Được không? Hệ phương trình đầu tiên của chúng ta là do đồng không bị điện phân hết nên bên này không có nước điện phân nhé. Đầu tiên chúng ta là bảo toàn E. Oxy là từ O trừ 2 về O0 trừ 2 về 0 là trừ 2 nhân 2 là 4. 4B. Cộng với Cl trừ về Cl0 là 1, như vậy nhân 2, vậy là 2 nhân 0,1A thì bằng 0,4. Một cháu nhá. Cháu thứ hai. Cháu thứ hai là mình tìm được thế này. À, khối lượng bảo toàn khối lượng đúng không? Mình có này, khối lượng dung dịch giảm thì chính bằng khối lượng của đồng kết tủa oxy bay ra và clo bay ra. Vậy mình có chính bằng khối lượng của đồng 0,2 nhân 64 cộng với khối lượng của clo là 71 nhân 0,1A cộng khối lượng của oxy là 32B thì bằng bao nhiêu nhỉ? 24,25. Vậy hoàn toàn mình tìm được AB. Được chưa? 0,1 bằng 4 bằng 0,4 bằng A 71 nhân 0,1 bằng 32 bằng 24,25 trừ 0,2 nhân 64 bằng sao lại lẻ thế nhỉ? Từ từ xem thấy có bị lỗi ở đâu không. 1930 0,4 mol chọn 0,2 nhân 64. À chỗ này như thầy chưa trừ thằng kia. 0,1 bằng này. Sao là 0,1? 0,1 nhân 2. Nhân 2. 0,1 nhân 2 bằng 4 bằng 0,4 bằng 71 nhân 0,1 bằng 32 bằng 24,25 trừ 0,2 nhân 64 bằng 1,5 với 0,025. A bằng 1,5. B bằng 0,025. Vậy mình tìm được giá trị của A của mình bằng 1,5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. 25. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D cả nhà nhá. Ok chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu 26. Cho 7,3 gam lysin. Cái này mình phải thuộc mấy cái phân tử khối đúng không? Lysin và glycine. Thì mình tìm được luôn số mol của lysin 7,3 mà chia cho lysin là 146. 7,3 chia 146 0,05 mol. Glycine 15 chia cho 75 0,2. Vào dung dịch KOH. Vậy gộp cả KOH trong này luôn thì mình có số mol KOH bằng 0,3. Thu được dung dịch Y cho Y tác dụng hoàn toàn với HCl dư thì thu được muối. Lysin chúng ta có 2 nhóm NH2. Vậy nó tạo thành Li 2HCl. Gly có 1 nhóm NH2 tạo thành Gly HCl. KOH ăn HCl thì tạo thành KCl. Được chưa? Bảo toàn lysin 0,05. Bảo toàn Gly 0,2. Bảo toàn Kali 0,3. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được giá trị của mở. Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm giá trị của mở. 0,05 nhân lysin 146 cộng 36,5 nhân 2 cộng với Gly 0,2 nhân 75 cộng 36,5 cộng với KCl là 0,3 nhân 39 cộng 35,5 bằng. Kết quả bằng 55,6. 55,6. Vậy giá trị của chúng ta là đáp án đúng là đáp án A, 55,6. Ok. Câu 27. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là chất béo là trieste của glycerol và axit béo. Đúng. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Đúng. Glucose thuộc loại monosaccharide.
Đúng. Các te bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối van côn. Sai. Anđehit có thể anđehit, có thể ceton, có thể phenol. Các peptide đều có thể phản ứng với C1 hai lần tạo thành hợp chất màu tím. Sai. Tripeptide trở lên ạ. Dung dịch xác không tham gia phản ứng trắng bạc. Đúng. Vậy mình có số phát biểu đúng là A, B, C, F, 4, D. Đấy chưa? Câu 27 chúng ta đáp án đúng là đáp án D. Câu 28. Cho các phát biểu sau. 28 cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là dung dịch FeF4 và H2O4 làm mất màu dung dịch KMnO4, hoàn toàn chính xác. Biết tại sao không? Tại vì sắt chúng ta là sắt dương 2, còn tính khử KMnO4, Mn dương 7 có tính oxy hóa. Đúng chưa? Vậy là tác dụng với nhau để lên thành sắt dương 3 cộng Mn dương 2. Nên là mất máu dịch KMnO4 là đúng. Fe2O3 có trong tự nhiên dưới quặng hematit. Thầy dặn rồi. Sắt hai chân thì là hematit, chính xác. CRH 3 lần tan được trong dung dịch axit mạnh. Đúng, và kiềm, đúng, tan được trong cả axit và tan được cả trong kiềm. Nó là hữu sĩ lượng tính. CRO3 là oxit axit, tác dụng với nước chỉ tạo ra một axit là sai, tạo ra hai axit H2CR2O7 cộng với H2CRO4, một trong hai cả. Được chưa? Vậy là mình có A, B, C đều đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok. Tiếp nha. Câu 29. Cho các phát biểu sau. Các kim loại natri, kali, bari đều phản ứng mạnh với nước. Chính xác. Kim loại đồng tác dụng với hỗn hợp gồm NaNO3 và H2 bốn loãng. Cái này đơn giản rồi. NO3 trừ H cộng coi như HNO3. Vậy chắc chắn đồng tác dụng. Chrome bền trong không khí và nước do lớp màng oxit bảo vệ. Chính xác. Dễ ẩn mà. Cho dung dịch, cho bột đồng dư vào lượng dư dung dịch Fe. Đây này, mình có phương trình này. Đồng cộng với F3 cộng dư thì tạo thành đồng 2 cộng cộng sắt 2 cộng và cả sắt 3 cộng dư nữa. Vậy là 1 muối, 2 muối, 3 muối. Đúng, dung dịch chứa 3 muối. Hỗn hợp nhôm và BaO tỷ lệ tương ứng là 1:1, tan hoàn toàn trong nước dư. Nhìn nhá, thằng này 1 mol, thằng này 1 mol. Thằng này 1 thì tạo thành BaOH 2 lần cũng là 1 mol. Chúng ta nhìn nhôm cộng với nhôm là 1 mol thì chắc chắn là dư bởi vì nó tạo thành là Ba AlO2 tất cả 2 lần cơ ạ. Thì chỗ này là có 0,5 thôi ạ. Vậy điều này chứng tỏ còn BaOH 2 lần dư. Ok. Vậy tan hoàn toàn là đúng. Lưu huỳnh phosphor ancol nitrilic đều đốt cháy khi tiếp xúc với CrO3. Đúng nốt. Vậy mình có số phát biểu đúng là A, B, C, D, E, F đều đúng. Vậy số phát biểu đúng là 6 thằng. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 29 đáp án đúng chúng ta là đáp án D nha. 29 đáp án D. 28 đáp án này. 30. 30. 30 tanh hơn một tí. Các chất X2, X5, X6 là lượt này. Mình nhìn kỹ nha. X1 cộng nước điện phân dung dịch có màng ngăn thì tạo thành X2, X3. Thế thì sản phẩm của phản ứng điện phân có màng ngăn thì X2 này thường điện phân có màng ngăn thì thường nó có thể đi là từ NaCl hoặc KCl. Đúng không? Thế thì giả sử như đây KCl thì thằng này là KOH, mà nếu là thằng này là NaCl thì thằng này là NaOH. Một trong hai thằng này thôi chứ không có tạo thành NaHCO3 được. Bỏ ạ. Được chưa? Mình nhìn kỹ nha. X2 cộng X4 tạo thành Ba với lại natri. Vậy trong X2, X4 và một trong hai thằng đều phải có, hai thằng này bắt buộc phải có bari hoặc natri. Đúng chưa? Đây X2. Đúng chưa? Vậy là bắt buộc nó phải có bari hoặc natri. Đây, thằng này không có bari hoặc natri, vứt nốt. Vậy là có IB. Ok. Vậy thì chắc chắn mình khẳng định được X2 của mình là NaOH rồi. X2 là NaOH. Vậy để tạo thành BaCO3 với Na2CO3 thì thằng X4 phải là BaHCO3. Đúng không? BaHCO3 hai lần. BaHCO3 hai lần thì mới thỏa mãn được điều đấy. Tiếp tục mình xuống này, X4 là BaHCO3 hai lần. Mà ăn với X6 để tạo thành BaS4 cộng với K24, vậy chắc chắn X6 chúng ta phải có kali. Đúng không ạ? X6 chúng ta phải có kali, được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án D. Chứ đáp án chỉ là đáp án B chứ đáp án D không có kali. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu số 30. Đáp án đúng đáp án B. Các em thấy không? Suy luận những câu này rất là dễ. Đây là những câu chuỗi phản ứng. Câu 31.
31. Cho amone. Cho amone tác dụng vừa đủ với hai amon. Đáng mắt chú ý này. Thằng này là este đơn chức bởi vì có hai oxy mà lại ăn vừa đủ với hai amon NaOH. Đúng chưa? Vậy chắc chắn thằng này là este của phenol. Este của phenol. Bởi vì nó là tỷ lệ 1:2. Thu được dung dịch không có phản ứng trắng bạc. Không có phản ứng trắng bạc vậy không có dạng HCOOR phải là không có. Số ngữ cấu tạo phù hợp của X. Vậy thằng đầu tiên là CH3 COO C6H5 CH3. Thằng này vẽ ra thì phải chú ý. Nó có đồng phân vị trí. Nhìn nhá. CH3 COO đúng không? Còn một nhóm CH3 chạy. Cắm đây là đồng phân số 1, cắm đây đồng phân số 2, cắm đây đồng phân số 3. Nhớ chưa? Tiếp tục này. Không có HCOO. Đúng chưa? Thế thì ta vẫn còn một thằng nữa là CH3 COO. Đây là este của phenol thì không thể tồn tại là CH2 C6H5 được bởi vì đây là este của ancol ạ. Vậy là ta vẫn còn một thằng nữa este của phenol. C2H5 COO. Đây chỗ này C6H4 ạ. C6H5. Được chưa? Thì thằng này không có cái đồng phân nữa, vậy đây là 4. Vậy mình có số công thức cấu tạo phù hợp của X nhá, số công thức cấu tạo phù hợp của X. Câu 31, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, 4 cháo rồi ạ. B bỏ 4 cháo. Dễ ợt mà, có gì đờ. Đúng không? Ta có này, 32. Este đơn chức mạch hở được tạo thành từ axit và anconi. STZ đơn chức mạch hở được tạo thành từ axit và anconi. Đốt cháy hoàn toàn Z thì thu được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol nước. Thế chúng ta nhìn nhá. Nhìn này. Axit đơn chức, ancol đơn chức, axit đơn chức, ancol đơn chức, axit đơn chức, ancol đơn chức, axit đơn chức, ancol đơn chức. Vậy chắc chắn đây, Z đơn chức rồi. Đúng không? Thế bài nói thế. Vậy đặt nó là CX HI O2. Đúng không? Thế bài cho là 2,15 cộng với oxy thu được CO2 0,1 H2O 0,075. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta bảo toàn khối lượng là mình tìm được khối lượng oxy. 2,15 cộng với MOC thì bằng MCO2 là 0,1 nhân 44 cộng với 0,075 nhân 18. Vậy đến đây mình tìm được MOC ạ. 0,1 nhân 4 nhân 44 cộng với 0,075 nhân 18 bằng trừ đi 2,15 bằng được bao nhiêu chia 32? 0,1125 số mol oxy. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy ạ. 0,075 nhân 1 cộng 0,1 nhân 2 cộng 0,1125 nhân 2. Sorry, trừ. Trừ 0,1125 nhân 2 ạ. Trừ nhá. 0,05. Chú ý chỗ này phải chia cho 2 nữa. 0,025. Ok chưa? Anh này bằng 0,025 nhá. Thế thì ngay lập tức đó thì mình sẽ tìm ra được là số nguyên tử carbon. Đúng không? Số nguyên tử carbon chúng ta sẽ bằng 0,1 chia 0,025 bằng 4. Vậy anh này là C4. Đúng chưa? Đến đây mình tìm được. Vậy suy ra công thức nó là C4H. Đếm số nguyên tử hydro này, 0,075 nhân 2 chia cho số mol là 0,025 6 C4H6 O2. Được chưa? Vậy là tổng số nguyên tử carbon của cả thằng axit và của cả thằng ancol là phải bằng 4. Mình đếm này. 1, 2, 5. Vứt. 1, 2, 3, 4. Được. 1, cộng 4. Được. 1, 4. Được. Đúng chưa? Nhưng chú ý, thằng này không no. Đấy, có một thằng không no. Một thằng không no này. Một thằng không no này. Thằng này no. Loạn. Ok. Giờ đến chỗ cuối. Mặt khác cho 2,15 gam Z. Đây Z đây rồi. Z của mình sẽ có dạng tác dụng vừa đủ với KOH thu được 2,75 gam muối Z mà cộng với lại KOH. Số mol Z tìm được 0,025. 0,025 mà cộng với KOH để thu được muối của mình sẽ là RCOK. Đúng chưa? Vậy số mol nó cũng là 0,025. Được không? Và khối lượng muối là 2,75. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được R
cộng với RCOK nhá, là cộng với 44 cộng với 39 thì bằng 2,75 chia cho 0,025 bằng 110. Vậy đây mình tìm được R. 110 trừ đi 44 trừ đi 39 bằng 27. R bằng 27. Vậy chắc chắn R chúng ta là C2H3. Ok, R chúng ta là CH3. Vậy đầu axit của chúng ta nó sẽ là suyết este ta là C2H3COOCH3, được tạo bởi từ axit CH3COH và ancol CH3OH. C2H3COH và ancol CH3OH. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Ok, ngon lành cành đào, ngon lành cành đào luôn. Câu 33 nhá, 33 này, nhìn kỹ này. 33, hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm nhôm và Al2O3. Nhôm Al2O3 vào trong 200ml dung dịch HCl, nồng độ amon, số mol 0,2A. Thu được dung dịch X ạ. Thu được dung dịch X. Vậy dung dịch của chúng ta là AlCl3. Và khả năng cao của nó H cộng dư. H cộng cho HCl dư đấy. Cho từ từ nó AOH vào. Thế thì đây, mình thu được dung dịch X. Vậy dung dịch X chúng ta gồm gì ạ? Dung dịch X chúng ta xuống dòng nhá. Dung dịch X chúng ta gồm HCl dư và AlCl3. Đề bài bảo cho từ từ dung dịch NaOH vào X thì lượng kết tủa AlOH 3 lần phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH. Nhìn nhá, vị trí số 1 ngay tại vị trí đầu tiên, mãi đến tận 100ml thì mới bắt đầu xuất hiện kết tủa. Vậy lúc đó là xảy ra phản ứng H cộng ăn NaOH. Lúc này thì H cộng mới vừa hết. Vậy suy ra số mol H cộng bằng số mol NaOH. Số mol NaOH bằng 0,1 nhân 1, vậy số mol H 0,1. HCl 0,1. Ok. Tiếp tục nhá. Ở tại hai thời điểm này thì nó bằng nhau. Đúng chưa? Vậy thì cái này mình sử dụng công thức là nhanh nhất nhá. Tại thời điểm số 2 thì ta có số mol H trừ bằng 0,25 nhân với 1 bằng 0,25, số mol H trừ bằng 3 lần số mol kết tủa. 3 lần số mol kết tủa. Đúng không? Cộng với lại số mol H cộng thì biết rồi, 0,1. Ok, vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol kết tủa. Đây là tại vị trí số 2. Tới đây chúng ta tìm được số mol kết tủa. 0,25 trừ 0,1 bằng 0,15. 0,15 chia 3, số mol kết tủa bằng 0,05. Ok, nốt nhá. Tại vị trí cuối cùng, vị trí số 3, thì chỗ này mình có số mol OH trừ vị trí số 3. Số mol H trừ lúc này là 450 hay là 0,45 nhân với 1 thì bằng 0,45. Thì bằng 3 lần số mol nhôm 3 cộng. Sorry, 4 lần số mol nhôm 3 cộng trừ đi số mol kết tủa. Số mol kết tủa mình vừa tìm được ở bên trên bằng 0,05. Vậy mình tìm được 4 lần số mol nhôm 3 cộng thì bằng 0,45 cộng 0,05 thì bằng 0,5. Vậy đến đây mình tìm được số mol nhôm 3 cộng bằng 0,5 chia cho 4. 0,125. Vậy đây, anh AlCl3 bằng 0,125. Đề bài bảo tìm A, về đến đây mình ghi bảo toàn nguyên tử nguyên tố clo. Đấy, có phải clo ở trong HCl trụ tọt hết đây không? Vậy mình có 0,2A bằng 0,1 cộng với 0,125 nhân 3. Nhân 3 cộng 0,1 bằng 0,475. 0,475 á. À 0,475 chia cho 0,2 nữa. 2. Thế chỗ này thầy bị nhầm đâu nhỉ? Từ từ. Chỗ này thầy đang giải hơi nhanh. Đúng là lúc đầu mình giải hơi nhanh, mình cũng có các cảm giác là trợn trợn tay tí. Ở trong này có HCl dư, đúng rồi. Ở đây thì mình có này. Số mol của HCl dư là 0,1, đúng rồi. À chỗ này quên chưa, cộng OH trừ. Cộng với lại HCl dư là 0,1 nữa. 0,45. Đúng không? Đây là 0,45 trừ đi, đây là 0,05 cộng 0,1 bằng 0,05. Vậy 0,45 trừ, đây là bằng 0,4 thôi ạ. Chỗ này thì quên chưa cộng với lại H cộng dư. Vậy chỗ này là
0,4 chia 4 bằng 0,1. Đấy, này có bằng 0,1 thôi ạ. 0,1 vậy thì suy ra bảo toán HCl 0,1 cộng với 0,1 nhân 3. 0,1 cộng với 0,1 nhân 3 thì bằng 0,4. Bằng 0,4. Vậy mình tìm được A, 0,4 chia 0,2, A mình bằng 2. A mình bằng 2. Đáp án đúng đáp án D. A mình bằng 2. Đáp án đúng đáp án D. Câu 34. Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptide X thu được 3 mol gly, gly 3, 1 mol ala, ala 1, 1 mol valin, valin 1. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có ala gly. Ala đứng trước gly. Ala phải đứng trước gly. Được chưa? Có một thằng ala thôi ạ, có một thằng ala thôi ạ. Nhìn nhá, có một thằng ala thôi. Gly lại phải đứng trước ala. Vậy là gly đứng trước ala. Đây, thằng này thỏa mãn, gly đứng trước ala và ala đứng trước gly. Tiếp theo gly gly ala. Gly gly ala. Vậy chắc chắn phải thêm một thằng gly đằng trước. Đúng không? Thì mới thỏa mãn gly gly ala. Nhưng không có valin gly. Thế có nghĩa là valin không được đứng trước. Nếu valin đứng trước này thì có valin gly, vậy valin phải đứng sau. Vậy. Đấy chưa? Vậy đến đây mình tìm được amino acid đầu N là gly. Amino acid đầu C là valin. Gly là đầu N, valin là đầu C. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Mà từ đáp án D. Câu 35. Đây 35 này. Tác dụng dịch X, Y, Z, T lần lượt là, chúng ta nhìn nhá, X vào quỳ tím thì quỳ tím chuyển màu hồng. Ok, vậy không thể là anilin được, acid glutamic thỏa mãn. T vào brom có kết tủa trắng, vậy không thể glucose được. Glucose làm gì có kết tủa trắng brom, glucose chỉ làm mất màu brom thôi. Vậy anilin tạo kết tủa trắng với brom. Vậy còn hai này, dung dịch iốt làm có màu xanh tím, vậy chắc chắn nó chỉ có thể là tinh bột chứ glucose không thể. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Ok. Câu 36. Câu 36 cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là điện phân dung dịch NaCl, điện cực trơ thu được natri tại cátốt. Điện phân dung dịch NaCl, điện cực trơ thu được natri tại cátốt. Đúng, chính xác. Có được không? Sai. Dung dịch là làm sao sinh ra được natri được? Hiro cả. Sinh được hiro ở cátốt mới đúng. Có thể dùng CaH hai lần làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời. Tính nước cứng tạm thời là CaHCO3 hai lần. Nếu mình sử dụng CaH hai lần vừa đủ, đủ thì nó kết tủa hết để tạo thành CaCO3. Được, có thể dùng, đúng rồi, nhưng phải đủ. Thạch cao nung công thức là CaS4 ngậm hai nước sai. Đây là thạch cao gì? Đây là thạch cao sống ạ. Thạch cao nung là CaS4 ngậm một nước ạ. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3. Đúng. Điều chế AlOH3 lần bằng cách cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3. Được. Vậy mình có B, D, E. B, D, E đúng. Vậy mình sẽ có là 3 nhận định đúng. Đúng không? 36 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. 3 nhận định đúng nhá. 36 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Chúng ta có 3 nhận định đúng. Ok. Câu 37. Câu 37. Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm. Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe này, FeO này, F2O3. Fe này, FeO này, Fe2O3 này vào 1 lít dung dịch HNO3. Chúng ta tìm được số mol HNO3 bằng 1,7 x 1 bằng 1,7. Thu được V lít NO là sản phẩm khử duy nhất. V lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất chứng tỏ không có NH4. Và dung dịch Y. Dung dịch Y. Dung dịch Y này hòa tan tối đa đồng 12,8 gam đồng. Chúng ta tìm được số mol đồng. 12,8 chia cho 64. 0,2 mol. Và không có khí thoát ra. Đấy chưa? Xác định giá trị của V. Đây, thế thì hòa tan đồng này mà không có khí thoát ra thì trong dung dịch Y chúng ta kiểu gì cũng có sắt 3 cộng đúng không? Không có khí thoát ra điều này chứng tỏ HNO3 là cũng phải hết rồi.
Đúng không? Thế thì sắt 3 cộng mà cộng với đồng thì cuối cùng nó tạo thành là sắt 2 cộng. Và đồng 2 cộng đúng không? Cuối cùng tạo thành sắt 2 cộng và đồng 2 cộng, chuẩn chưa? Ok chưa? Thế thì tiếp tục ở đây ta có này, ở đây mình có này là mình quy đổi cái hỗn hợp X này của mình về là sắt và oxy. Quy đổi hỗn hợp X này về sắt với oxy. Ok chưa? Thế thì quy đổi về sắt với oxy thì mình đặt số mol sắt là A. Số mol oxy là B. Ok. Số mol sắt là A, số mol oxy là B. Thế thì ngay lập tức ở đây mình sẽ có anh này là 32 gram. Vậy mình đã có một mối quan hệ đầu tiên, đúng không? Là 56A cộng với lại 32B thì bằng 32. Ok, một cháu nhá. Cháu thứ hai bây giờ là cháu bảo toàn E. Sắt của mình cuối cùng là sắt 0 thì cuối cùng về sắt dương 2 đúng không? Vậy nó là 2A. Đồng của mình là đồng 0 về đồng dương 2 đúng không? Vậy là cộng với lại 2 nhân 0,2 bằng bằng gì ạ? Bằng gì ạ? À đâu, từ từ, không bảo toàn thế được không nhỉ? Bảo toàn thế được không nhỉ? Từ từ, bình tĩnh. Nếu mà bảo toàn thế thì nó cho H-NO3 làm gì? Đúng không? H-NO3 để chơi à? Đúng không? Đấy, chúng ta phải bình tĩnh xem nào, xem xét hiện tượng thực nghiệm đã. Xem nào. Trong này có NH4 không ạ? Trong này có NH4 không ạ? Không có NH4 ạ. Cẩn thận. Ở đây có B, H-NO3 này. Ăn với NO. À vậy mình có này, số mol H cộng. Mình bảo toàn đi, số mol H cộng thì bằng 4 lần số mol NO. Thế thì cái thằng này không ra được NO à? Đúng không? Đặt thằng này là C đi. Đặt thằng này là C đi. Bởi vì nó là NO mà, NO là C mà. Thế thì à, thế thì phải có 3 phương trình. Bảo toàn E đây rồi. Bảo toàn E sắt cuối cùng sắt dương 3 hòa tan đồng thì tạo thành là sắt dương 2 chứ nhỉ, đúng không? Sắt dương 2 này. Bởi vì là hòa tan tối đa và không có khí sinh ra phải 2A cộng với oxy à, cộng với lại 0,2 đâu? Đồng. Đúng rồi, đồng là 0,2 nhân 2 bằng oxy là oxy từ oxy 0 về oxy trừ 2. Vậy là bằng 2B cộng với NO là nitơ dương 5. Nitơ dương 5 về nitơ dương 2, 5 trừ 2 bằng 3. Vậy là 3C. Ok. Vậy mình còn một cái phương trình nữa, đúng không? Mình còn đi cái phương trình nữa là liên quan đến lại H. Đúng chưa? Vậy mình sẽ có này, số mol H cộng là 1,7 thì chính bằng 4 lần số mol NO là 4C cộng với lại số 2 lần nó còn hòa tan oxy trong oxit mà, vậy là cộng với 2B nữa. Ok, bấm máy tính giải hệ này là ra 1, 3 5, 6 bằng 3, 2 bằng 0 bằng 3, 2 bằng A là 2 bằng trừ 2 bằng trừ 3 bằng trừ 0,4 bằng A3 không có A, 2B 4C 1,7 bằng. Ô sao lẻ nhỉ? Chỗ này lẻ, thầy đang bấm hệ sai rồi. Xem nhá. Ở đây chúng ta suy luận một chút. Ở đây chúng ta suy luận một chút xíu là biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam đồng mà không có khí thoát ra, vậy ở chỗ này là H-NO3 hết. Y hòa tan tối đa không có khí thoát ra, vậy thì là hòa tan hết toàn bộ đồng hay cộng, vì chỗ này là sắt dương 3 rồi. Đúng mà, chỗ này sắt dương 3 mà, nó có ảnh hưởng gì đâu nhỉ? Thế cuối lên sắt dương 3 với đồng dương 2, sắt dương 2 với đồng dương 2 chứ. Đúng không? Sắt dương 2 với lại đồng dương 2. Vậy anh này là bằng một phương trình đầu tiên là 56A cộng với 32B. 56A cộng với lại 32B. À sorry. 16B. Ui giời ơi, già cả lẫn lộn. 56 này, 16, 32, 32. Rồi, mình sẽ có tiếp tục 2, trừ 2, trừ 3. 2 này, trừ 2, trừ 3, trừ 0,4. Thằng này không có A, 2B, 4C, 1,7. Rồi, đấy, A bằng 0,5. B bằng 0,25. A bằng 0,5. B bằng 0,25. Ok chưa? Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của V. V thì khí NO. Thế xem C bằng bao nhiêu? C bằng 0,3. C bằng 0,3.
C bằng 0,3, vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được thể tích khí 0,3 nhân với lại 2,4 bằng 6,12 lít. Đáp án đúng đáp án A. Đấy. Các em cẩn thận nhé, khi mà đi thi mà đừng có kiểu mà bị nhầm nhầm như thầy, nhầm nhầm thầy mệt lắm. Mà thực ra thì nếu mà mình chỉ bị nhầm một chỗ thôi, mình bấm số mon nó lẻ lẻ là mình phải dò lại là xem là mình bị sai ở đâu, nhớ chưa? Mình phải dò lại xem là mình bị sai. Ta có này. 9,2 gram. Hỗn hợp gồm magie này, Fe này, AgNO3, CuNO3 hai lần, thu được chất rắn gồm 3 kim loại, thứ tự tạo thành bạc, đồng, sắt, đúng chưa? Và dung dịch Z. Dung dịch Z thì gồm là ca trong kim loại tạo thành tính khử tăng dần, MgNO3 hai lần và FeNO3 hai lần, đúng không ạ? FeNO3 hai lần. Ba thằng chất rắn này cho tác dụng với H24 đặc, thì mình thu được bạc của chúng ta lớn hơn bạc cộng, bạc cộng, đồng 2 cộng, sắt 3 cộng, cộng với khí SO2. Chúng ta tìm được số mol khí SO2 bằng 6,384 chia 2,4 bằng 0,285. 0,285 mol SO2. Dung dịch Z cho tác dụng với NaOH dư thì mình thu được MgOH 2 lần kết tủa và FeOH 2 lần kết tủa. Ok chưa? Nung lên. Đấy, mình lúc nãy thì quên không đọc cái chỗ này, 8,4 MgO và Fe2O3. Ok chưa? Thế bây giờ mình gọi này đi. Bây giờ thì không gọi này được. Giờ mình phải gọi là A là số mol magie này, phản ứng này. Được chưa? B là số mol sắt phản ứng này. Và C là số mol sắt dư thì mới được. Nhá. Thế thì mình sẽ có một cái hệ phương trình ở ngay đây. Là 40A cộng 160B bằng 8,4, một phương trình. Phương trình thứ hai này, bảo toàn magie này, magie đây là A thì này là A. Bảo toàn sắt này, sắt thì gồm có sắt phản ứng đây là B nhân 2 cộng với sắt dư là C. Và nó sẽ là 2B cộng C. 2B cộng C. Ok. Vậy mình sẽ có phương trình thứ hai là bảo toàn khối lượng 24A cộng với 56 nhân với lại 2B cộng C bằng 9,2. Phương trình cuối cùng, phương trình bảo toàn electron. Magie thì đúng là magie lên magie dương 2 rồi. 2A. Nhưng chú ý này, sắt lên sắt dương 3 thì chỉ có sắt lên sắt dương 3 thì chỉ có cái thằng này thôi ạ. Thì nó mới liên quan đến SO2 ạ. Lúc nãy là thầy đi bảo toàn nhầm đúng không? Vậy chỗ này sẽ là gì ạ? 2A. Đúng không? Cộng với chỗ này là sắt không này, lên sắt dương 3. Đúng không cả nhà? Đấy nhìn kỹ nhá, trao đổi E ở đây. Đúng không ạ? 2A. Từ từ. Nói thế vẫn chưa chuẩn nhỉ. Nếu mà trao đổi E ở đây thì ta sẽ có thế này, nói thế vẫn chưa ổn. Bảo toàn có mỗi góc này thôi vì mình cần tìm được số mol bạc. Với lại ở đây sắt là C rồi. Ở đây sắt là C rồi. Ở đây sắt dư của mình biết là C rồi. Đúng không? Thế thì mình đã có cái này bằng 9,2 này. Bây giờ cái bảo toàn E thì mình có sắt ở đây là C. Bây giờ mình cần tìm đồng với cần tìm bạc thì nó chuẩn hơn. Đồng với bạc. Thế thì số mol E trao đổi của đồng với bạc. Đúng không? Đây là bạc cộng này. Về bạc không này, đây đồng 2 cộng này, về đồng không thì có phải chính bằng số mol E trao đổi của magie và sắt phản ứng không ạ? Đây thằng này nhận E mà. Thì magie này của mình là về magie dương 2, đúng không? Vậy chỗ này là 2A, đấy, 2A này. Cộng với này, sắt sắt ở đây mình phản ứng là sắt là có B thôi ạ, 2B ạ. Số mol sắt phản ứng là 2B ạ. Vậy sẽ là 2A cộng với lại 2B, nhưng chú ý là sắt không lên sắt dương 2, vậy là 2 nhân 2B ạ. Hiểu chưa nhỉ? 2 nhân
2 nhân 2B đúng rồi. 2 nhân 2B chuẩn không nhỉ? Sắt là từ sắt không. Đặt thằng này là B. Đúng rồi. Đây là 2B mà. 2B thì đây là 2B. 2B vậy thì sắt này là sắt không nên sắt dương 2, đúng là 2B rồi. 2B. Đây là tổng E nhường. Tiếp tục là số mol sắt này là sắt không này lên sắt dương 3 này, vậy là phải cộng với lại 3C nữa. Thì bằng thằng lưu huỳnh là lưu huỳnh dương bột 6 về lưu huỳnh dương 4 là 2 nhân với 0,285. Bây giờ mới lại 1,340 bằng 1,60 bằng 0 bằng 8,4 bằng 24 bằng 56 nhân 2 bằng 56 bằng 9,2 bằng 2 bằng 2 nhân 2 bằng 3 bằng 2 nhân 0,285 bằng. Đây. A bằng 0,15, B bằng 0,015. A bằng 0,15. 0,15. B bằng 0,015. C bằng 0,07. Ok. Để bài hỏi cái gì ạ? Phần trăm khối lượng của sắt trong x. Xong rồi. 2B cộng C. 2B cộng C. Thì mình có là 2 nhân 0,015 cộng với C là 0,07 bằng 0,1. Đề bài hỏi phần trăm khối lượng của sắt 0,1 nhân 56 bằng chia 9,2 bằng nhân 100. Đây giờ mới ngon, 60,86. 60,86 là đúng rồi, 60,87. Nhìn rõ chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 60,87. Ok. Dễ mà. Đúng không? Mình sang câu 39 nha. Mình sang câu tiếp theo. Mình sang câu tiếp theo, cái câu 39 ở trong đề 2017 nhé. Câu này câu về peptide của 2017. 39 này. 39 này. Hỗn hợp E gồm 3 peptide mạch hở. Đúng chưa? Đi peptide X. X là đi peptide này. X là đi. Tripeptide là Y và tetrapeptide Z có tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1:1. Vậy tỏ thằng này là 2A. Thì này là A. Thì này là A. Tác dụng với Na hoắt dư thì thu được 0,25 gam mol muối của glycine. Gly bỏ 1 hydro thêm 1 natri. Số mol là 0,25. 0,2 muối của ala. Ala bỏ 1 hydro cộng 1 natri 0,2. 0,4 mol muối valin. Valin bỏ 1 hydro cộng 1 natri 0,1. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn E. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn E thì thu được tổng khối lượng của CO2 H2O bằng 39,14. Bây giờ đề bài nó hỏi là xác định giá trị của M. Xác định. Chắc là xác định giá trị này M gam E. Đây, xác định giá trị của bọn E này. M gam. Thế thì bài này thì bây giờ mình chỉ có một cách thôi. Có rất nhiều cách nhưng cách làm nhanh nhất là cách quy đổi nhá. Mình quy đổi hỗn hợp E của mình về. Về gì ạ? CH C C2 với theo gốc Gly mà. C2H3NO. Thằng là CH2, một thằng là H2O. Này thầy đã từng nói rồi. Đúng không? Thế bây giờ mình nhìn nhá. Mình nhìn nhá. À, trong Gly chứa 1 nitơ, trong Ala chứa 1 nitơ, trong Valin chứa 1 nitơ. Mà NaOH lại không chứa nitơ. Vậy điều này chứng tỏ là nitơ chui từ hết cái hỗn hợp E này vào hết thằng này, mà hỗn hợp E bây giờ mình quy đổi về đây rồi. Mà trong hỗn hợp E thì chỉ có 1 nitơ ở bên trong thằng C2H3N thôi. Vậy mình sẽ tìm được bảo toàn nitơ này, 0,25 x 1 cộng 0,2 x 1 cộng 0,1 x 1. 0,25 cộng 0,2 cộng 0,1 bằng 0,3 cộng 0,25 bằng 0,55. Được chưa? 0,55 nhá. Đây thầy bảo toàn nitơ. Ok. Tiếp tục này. Thầy có này, có phải là trong này là ra nước không? Thế có phải là số mol nước thì có phải chính bằng là số mol của peptide không? 2A cộng A bằng 4A. Được không ạ?
Được chưa? 4A nhá. Số mol nước ở đây bằng 4A. Ok. Thế thì mình lại có này, số mol nước thì lại chính bằng số mol của peptide. Đúng không? Có thêm được gì không ạ? Số mol nước bằng số mol peptide. Thế thì sinh ra nước. Sinh ra nước chỗ này là chưa làm gì được, chưa làm gì được. Chưa làm gì được chỗ này. Chỗ này mình mới chỉ suy ra được là số mol nước thì bằng số mol của peptide thì nó bằng là 2A cộng A cộng A thì bằng 4A thôi ạ. Được chưa? Tiếp tục mình có nha. Hỗn hợp E rồi, thế thì bây giờ mình phải đi tìm thôi. Bây giờ mình phải đi tìm. Đây là bảo toàn nitơ. À, bảo toàn nitơ được nhỉ? Bảo toàn nitơ được. Đây đây đúng rồi. Đề bài cho chúng ta đây, x của chúng ta là đi peptide. Bảo toàn nitơ. May quá, pha cứu sinh rồi. Đi peptide thì có hai liên kết peptide. Đúng chưa? Hai liên kết peptide thì phải có 3 nitơ. Đúng không ạ? Hai liên kết peptide có mấy nitơ ạ? Đi peptide, à sorry nhầm. Đi peptide thì chỉ có một liên kết peptide thôi ạ. Đi peptide thì có 2 nitơ ạ. Bảo toàn nitơ 2 nhân 2A. Tri peptide thì có 3 nitơ. 3 nhân A. Tetrapeptide có 4 nitơ. 4 nhân A bằng 0,25 cộng 0,2 cộng 0,1. Trong mỗi thằng này chỉ có 1 nitơ thôi mà. Vậy đây mình tìm được A bằng luôn. 2 nhân 2 là 4, 4 cộng với lại 3 là 7, 7 cộng với 4 là 11 đúng không nhỉ? 2, 2, 4, 4 cộng 3 là 7, 7, 4, 11, 11A. 11A thì bằng 0,25. Chỗ này là bằng 0,55. 0,55. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được A bằng 0,55 chia 11. 0,05. A bằng 0,05. Vậy mình tìm được số mol nước ở đây bằng 4 nhân 0,05 bằng 0,2. Ok. Vậy nước ở đây bằng 0,2. Được chưa ạ? Bây giờ mình tìm số mol nhóm CH2 nhé. Mình tìm được số mol nhóm CH2 bằng kiểu này này. Nó dựng trên khung của hàng Gli. Ala hơn Gli 1 nhóm CH2. Vậy nó sẽ là 0,2 nhân 1. Valin là có 5 carbon đúng không? Mà thằng này có 2, vậy là hơn 3 nhóm. 3 nhân với lại 0,1. Vậy số mol nhóm CH2 của chúng ta bằng 0,2 cộng 0,3 bằng 0,5. Ok chưa? Thế thì hoàn toàn ở đây đề bài hỏi giá trị của M gamma. Đúng không? M gamma thu được tổng khối lượng đốt cháy hoàn toàn. M gamma. Thế cái này là của mẫu hoạt động khác, tỷ lệ số mol này cho một lượng, chỗ trên này là chỉ là cho một lượng E thôi. Chỗ trên này là chỉ là cho một lượng E thôi nhá. Đúng không? Chỗ này là chỉ cho một lượng E thôi. Vậy thì hoàn toàn chỗ này là một lượng E này thì mình không nên ký hiệu là M mà mình nên ký hiệu là khối lượng của E 1. Đây gọi là M1. Được chưa? Thế thì quy đổi cái này thì mình tìm được M1 ạ. Suy ra mình tìm được M1. Tí chết nhá, cẩn thận này, đây là một lượng E này. Xong rồi chỗ này lại là cho đốt cháy hoàn toàn M gamma, nó khác nhau nhá. M1 bằng 0,55 nhân phân tử khối 12 nhân 2 cộng 3 cộng với 30 cộng với 0,5 nhân 14 cộng 0,2 nhân 18 bằng 41,95. Được chưa? 41,95 nhá. Ra được cái khối lượng thằng này bằng 41,95 rồi. Thế thì có phải thằng này khi mà đốt cháy, đốt cháy thì ra được CO2 với lại nước không ạ? Mình tìm được số mol CO2 luôn bằng cách bảo toàn carbon. 0,55 nhân 2 cộng 0,5 nhân 1. Bảo toàn hydro 0,55 nhân 3 cộng 0,5 nhân 2 cộng 0,2 nhân 2. 3,05 chia 2 1,525. Và mình tìm được khối lượng của bọn này bằng nhân 18 cộng 1,6 nhân 44 bằng 97,85. Vậy đây thì có cái so sánh này cho chúng ta cùng nhìn nhé. Vậy ở đây thì có cái so sánh này là với cái M M hỗn hợp E,
ME1 bằng là 41,95 thì thu được MCO2 cộng nước bằng 97,85. Thế bây giờ với M chuẩn đấy, ME đấy thì thu được CO2 cộng nước, thì chỗ này đề bài cho ta bằng là 31,14, 39 14. Đúng chưa? MCO2 cộng M nước. Vậy hoàn toàn mình tìm được M không ạ? Đừng chéo đúng không ạ? 97,85 chia 39,14 bằng 2,5. 2,5 vậy là 41,95 chia N bằng 16,78 ạ. 16,78. Vậy giá trị của M chúng ta là bằng 16,78. Chúng ta xem nhé. 16,78. Đúng rồi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Dễ, ngon lành cành đào đúng không? 40 đề bài cho chúng ta đây. Hỗn hợp E gồm este đơn chức và este2 chức. Este đơn chức X. X là este đơn chức CXHIO2 và este2 chức. À, XY đều no mạch hở. XY đều no mạch hở vậy thì ký hiệu X no đơn chức CNH2NO2. Y là no hai chức. Đúng không? Y là no hai chức, vậy Y là CMH2M trừ 2O4. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Ô xà phòng hóa hoàn toàn khối lượng bọn này bằng 40,48. 40,48 gam. Hỗn hợp bọn này cần vừa đủ NaOH. Ta tìm được số mol NaOH bằng 1 nhân với lại 0,56 bằng 0,56. Thu được hỗn hợp 2 muối có tổng khối lượng là A gam. 2 muối A gam. Và hỗn hợp T gồm 2 ancol có cùng số lượng carbon. 2 ancol cùng carbon. Đốt cháy hoàn toàn T thì thu được CO2 và nước. Vậy mình tìm được số mol CO2 và số mol nước. Được không ạ? Số mol CO2 chúng ta bằng bao nhiêu ạ? 16,128 chia cho 44 à, xong rồi chia cho 2,4 bằng 0,72. 0,72 mol CO2. Số mol nước bằng 19,44 chia 18 bằng 1,08 mol nhé. 1,08 mol. Thế mình thấy này, N nước lớn hơn N CO2. Vậy điều này chứng tỏ rằng hai ancol này đều là hai ancol no. Bởi vì hai este này là hai este no đơn chức mà. Nên hai ancol này là hai ancol no. Nhưng mình chưa biết được có đơn chức hay không. Được chưa? Nhớ rằng này là ancol hai chức thì sao? Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của ancol. Suy ra ở đây mình tìm được số mol của ancol. Số mol của T đấy bằng số mol nước trừ số mol CO2 trừ 0,72 bằng 1,08 trừ 0,72 bằng 0,36. Thế thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon trung bình của T sẽ bằng số mol CO2 là 0,72 chia 0,36 thì bằng 2. Mà do đề bài nói là hai ancol cùng carbon, vậy chắc chắn một cháu là gì ạ? C2H5OH, ancol đơn chức ạ. Một cháu thì chắc chắn nó phải là ancol hai chức rồi. C2H4OH hai lần ạ. Ok. Xong nhá. Ra được hai ancol. Nhá, mình ra được hai ancol rồi. Thế bây giờ mình ra được hai ancol rồi thì đề bài bảo là chúng ta tìm khối lượng của muối đúng không? Tìm A đúng không? Thế thì mình nghĩ ngay đến việc mà bảo toàn khối lượng. Đây là chỗ này còn cộng oxy nữa. Làm sao xử được thằng oxy này? Số mol NaOH bằng 0,56. 0,56. Đốt cháy hoàn toàn lượng T thì thu được CO2 và nước. Đúng rồi. Số mol thằng NaOH bằng 0,56. Thì chỗ này mình bảo toàn khối lượng nhỉ. Carbon bằng 2. 2. Số mol T. Thế thì chỗ này mình tìm được số mol của mỗi thằng ancol đi. Đúng không?
Đặt số mol của C2H5OH là A, số mol của CH4OH2 lần là B, đúng không? Thì mình sẽ có này, phương trình đầu tiên là A cộng B thì bằng 0,36 là tổng số mol hai ancol. Phương trình thứ hai là NaOH ạ. Thằng này là A thì thằng ST đơn chức là A, thằng này là B thì thằng ST2 chức là B, đúng chưa? Vậy thì mình sẽ có này, anh này là A đơn chức thì ăn 1 NaOH, 2 chức thì ăn 2 NaOH, 2B bằng 0,56. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được AB ạ. Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được AB. B bằng 0,56 trừ 0,36 bằng 0,2. Vậy B chúng ta bằng 0,2, còn A chúng ta bằng 0,36 trừ đi 0,2 thì bằng 0,16. Được chưa? A bằng 0,16 và B bằng 0,2. Vậy suy ra anh này bằng 0,16 và anh này bằng 0,2. Ok. Thế đến đây chúng ta bảo toàn khối lượng là xong đúng không? Bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của ST đầu bài cho là 40,48 cộng với khối lượng của NaOH là 0,56 nhân 40 bằng khối lượng muối là A cộng với khối lượng của hai ancol là 0,16 nhân 46 cộng 0,2 nhân với 24 cộng 4 cộng 17 nhân 2 bằng 62. Đúng nhỉ, 24 cộng 4 cộng 17 nhân 2, đúng rồi. Hôm nay bấm máy tính hơi bị lag. Vậy nên mình tìm được A. Thầy hay bị bấm máy tính lag lắm. 48 các em nhìn nhá, cộng 0,56 nhân 40 bằng này, trừ đi này, 0,16 nhân 46 trừ đi 0,2 nhân 62 bằng 43,12. À, gần nhất. Gần nhất với giá trị nào sau đây? Gần nhất 43,12 thì gần với thằng nào nhỉ? 43,12 thì gần với A, gần với thằng 43 hơn. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Sao? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A.